Ngày hôm qua, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết được lý lịch của nam thanh niên cướp tiệm vàng tại tỉnh Trà Vinh. Người này từng là sinh viên ở Hà Nội nhưng đã bỏ học. Tiếp theo là một vụ việc khác. Do ham chơi dẫn đến nợ nần, hai nam sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã rủ nhau thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh thành phố, khiến người dân lo ngại. Những đối tượng này đã bị công an bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi cướp giật hai điện thoại tại một cửa hàng bán điện thoại ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do ham chơi nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại. Dư Trung Hiếu là người trực tiếp vào cửa hàng gian cảnh hỏi mua điện thoại. Khi chủ cửa hàng sơ hở, Hiếu sẽ cầm điện thoại chạy ra ngoài, nhảy lên xe mô tô do Kiều Duy Anh nổ máy đợi sẵn ở phía ngoài rồi cùng tẩu thoát. Với thủ đoạn này, hai đối tượng đã thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại tại các cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tổng số tiền bán được khoảng 87 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với hai nam thanh niên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.